Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn nấu món chè đậu trắng khoai môn lá dứa với cái cách làm rất là đơn giản, không cần phải cho bột vào để tạo độ sánh cho chè. Thì chè khi thành phẩm ăn rất là ngon, có cái vị ngọt thanh, bùi bùi của khoai cao và mùi thơm tự nhiên từ lá dứa, cho mình một món chè đậu trắng rất là bắt mắt cho gia đình. Thì hôm nay mình làm cho gia đình thưởng thức, chia sẻ cách làm đến cho các bạn. Nếu các bạn yêu thích món chè đậu trắng thì mình mời các bạn cùng làm chung. Còn video này mình chia sẻ các bạn xem thấy hay thì cũng đừng quên ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, bấm chuông để tiếp tục theo dõi những video mới nhất từ mình nha các bạn. Đầu tiên là mình sẽ cho 300g đậu trắng, mình vo rửa cho thật là sạch, sau đó mình sẽ cho nước vào mình ngâm. Mình ngâm khoảng là 1 tiếng đồng hồ là được rồi đó các bạn, không có cần phải ngâm quá lâu đâu. Nếu mà có thời gian thì các bạn ngâm lâu hơn thì mình nấu sẽ nhanh mềm. Đậu sau khi ngâm được 1 tiếng thì mình vo rửa sạch, sau đó là mình sẽ cho vào đây khoảng 1 lít nước nha các bạn. Rồi mình bắt lên bếp mình nấu. Thì đậu này nấu cũng rất là nhanh. Mình cho lên bếp, sau đó là mình đậy nắp lại, mình nấu trong vòng khoảng là 30 phút à, thì đậu của mình mềm. Đây, đậu của mình sôi lăn tăn như vậy. Các bạn nấu làm sao mà cho cái hạt đậu của mình còn nguyên hạt, mà khi mà các bạn dùng tay bóp cái hạt đậu của mình nát ra như vậy đó, là được nha các bạn, đừng có nấu nhừ luôn nha. Như vậy thì sẽ không ngon, như vậy thì mình sẽ tắt bếp nha. Tiếp theo là mình chuẩn bị khoai môn hay còn gọi là khoai cao. Hôm nay mình mua được khoai sáp nè các bạn, rất là dẻo. Thì mình sẽ cắt những cái miếng vuông vuông hạt lựu như vậy, mà đừng có cắt nhuyễn quá nha. Rồi mình sẽ đem mình hấp cách thủy, hấp khoảng là 15 phút thì khoai của mình chín mềm là được. Rồi ở bên đây mình có 400ml nước ép lá dứa và 600ml nước cốt dừa. Đây là nước cốt dừa dảo nha. Và 300g khoai môn mình đã hấp chín. Bên đây thì phần đậu trắng của mình đã chín mềm như vậy. Hạt đậu của mình nguyên hạt nhưng mà các bạn bóp vào thì thấy mềm như vậy. Ở bên đây mình có nếp là 150g. Giờ mình sẽ đi nấu chè. Ở bên đây thì mình có khoảng là nửa lít nước. Các bạn cho lên cái nồi rồi mình bật bếp lên. Mình đợi cho nước này của mình sôi nha các bạn. Thì sau đó mình sẽ cho 150g cái phần nếp mà mình đã vo rửa cho sạch. Nếp thì mình không cần phải ngâm nước đâu. Mình vo rửa cho sạch thì mình sẽ cho vào mình nấu chè là được rồi đó các bạn. Thì mình sẽ quậy đều lên và để cho cái phần nếp của mình được sôi để tạo được cái độ sánh. Vì nếp khi các bạn nấu nhừ ra thì sẽ có cái nhựa. Và mình sẽ làm cái độ dẻo sánh đặc biệt từ nếp nha. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho 600ml nước cốt dừa. Đây là nước cốt dừa dảo nha. Rồi lúc này mình sẽ cho vào đây là 400ml nước ép lá dứa. Thì mình sẽ nấu nha các bạn. Nấu cho khi nào mà các bạn nhìn thấy cái hạt nếp của mình nở mềm, cũng như là nếp của mình chín, thì bắt đầu mình sẽ cho đậu trắng vào. Sau đó là mình sẽ cho cái phần khoai môn vào luôn. Rồi mình sẽ nấu thêm khoảng là 20 phút nữa để cho cái phần đậu trắng và khoai môn của mình được thấm nước cốt dừa cho ngon. Mình nấu với nước cốt lá dứa như vậy rất là thơm luôn các bạn. Thì chè mình nấu được một lúc rồi các bạn, thì mình sẽ cho vào đây là một muỗng cà phê muối. Và mình sẽ cho cùng vào là 250g đường. Nếu các bạn thích ăn ngọt hơn thì mình tăng cái lượng đường lên nha. Đó. Rồi mình sẽ nấu thêm một lúc nữa cho đường được tan. Thì thời gian nãy giờ mình nấu khoảng 20 phút thì các bạn giảm lửa nhỏ lại nha. Đó, chè của mình cũng bắt đầu sánh đặc dẻo lại nè các bạn. Mình thì cũng không có quá thích ăn là quá đặc nha. Vì lúc này chè của mình nóng đó,
Khi mà nguội lại thì còn đặc nữa, nên là mình nấu với cái lượng nước vừa như vậy. Công thức mình sẽ ghi dưới phần mô tả để cho các bạn tìm xem nha. Thì mình làm những cái phần sơ chế thì mình có thể chuẩn bị sẵn, mình không có quay để cho rút ngắn được video các bạn xem đỡ nhàm chán. Thì chè của mình đã chín như vậy là được rồi nè. Các bạn xem, chè của mình rất là ngon ha. Nó có cái độ sánh dẻo vừa, mình không có cho bột gì hết nha các bạn. Cái độ sánh dẻo này từ là nếp. Lúc này mình chuẩn bị là 500 ml nước cốt dừa. Đây là nước cốt dừa nhất. Mình sẽ đi thắng để tạo cái độ sánh dẻo cho nước cốt, mình chan vào chè ăn cho ngon. Thì mình sẽ cho vào đây là một muỗng canh bột bắp. Tiếp theo là một muỗng canh đường. Và một muỗng cà phê muối. Rồi mình sẽ bật bếp lên nha các bạn. Mình quậy tan bột tan đường, sau đó bật bếp lên. Và mình sẽ thắng cái phần nước cốt này để tạo được cái độ sánh cho nước cốt, mình ăn chè sẽ ngon hơn. Và các bạn nêm nếm cho mặn mặn ngọt ngọt. Thì với cái phần nước cốt này cũng không cần quá ngọt đâu các bạn. Thì đảo đều ở trên bếp nha các bạn, để cho cái phần nước cốt của mình không có bị khét. Thì sôi lên như vậy và được cái độ sánh dẻo thì mình sẽ tắt bếp, cũng không có cần là quá đặc ha, vì một lát nước cốt của mình nguội lại thì sẽ đặc hơn nữa đó, nên như vậy là mình tắt bếp. Thì chè mình nấu chín thì mình sẽ múc gato qua một chén nhỏ như vậy nè các bạn. Và ăn cùng với món chè này thì mình sẽ rang một ít mè rang cho thơm ngon nha. Rồi mình sẽ chan vào đây nước cốt dừa để tăng cái vị béo cho món chè. Nước cốt dừa này hơi sánh thôi chứ cũng không có quá đặc nha, vì lúc này còn ấm nóng. Đó, mình cho một ít mè rang lên cho thơm. Trông rất là hấp dẫn luôn đó các bạn. Cách làm này của mình vô cùng là đơn giản nha, không có quá là cầu kỳ. Chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ thì mình bắt tay vào làm rất là nhanh. Thì lúc này mình sẽ mời các bạn cùng thưởng thức món chè đậu trắng với mình nha. Mình mời các bạn. Chè có cái vị ngọt rất là vừa ăn và ngọt thanh. Cái vị béo từ nước cốt dừa, mùi thơm từ lá dứa. Ăn vào đậu và khoai môn rất là bùi béo luôn các bạn. Ngon lắm. Mình mời các bạn cùng làm chung nha. Hạt đậu trắng của mình vẫn còn là nguyên hạt, không bể nát nhưng mà không có bị sượng nha các bạn. Đậu vẫn mềm và rất là ngon. Và mình cho nước ép lá dứa thì sẽ giúp cho cái món chè của mình có cái mùi thơm cũng như là cái màu sắc đẹp hơn. Và mỗi người có mỗi cách nấu chè khác nhau nha các bạn. Ở món chè này thì mình không sử dụng bột năng hoặc là bột bắp để làm cái độ sánh cho chè nha. Mình làm cái độ dẻo từ nếp. Nếp đầy nhựa sống thì mình sẽ có được một món chè thật là dẻo cho gia đình. Video này mình chia sẻ đến đây cũng tạm dừng. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng nha. Và mỗi người thì có một cái cách làm khác nhau. Món chè và cái cách làm này của mình chia sẻ, nếu các bạn xem thấy hay và hữu ích thì cũng đừng quên ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, bấm vào chuông để cho mình thêm nhiều động lực làm những món bánh ngon hơn, chia sẻ cách làm đến cho các bạn nha. Mình chân thành cảm ơn các bạn đã xem. Cuối video chúc cho các bạn và gia đình sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn.